Sáng ngày 5 tháng 6, tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt với thương hiệu Vinut có trụ sở tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phối hợp cùng nhà phân phối chính thức sản phẩm Vinut tại tỉnh Hưng Yên, tổ chức trao tặng 400 xuất quà cho người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi từ thiện chia sẻ khó khăn. Do dịch bệnh COVID-19, sản phẩm của công ty trao tặng là các lon nước chanh xả mật ong với muối biển sâu hỗ trợ làm sạch hệ hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch tốt cho sức khỏe. Sự quan tâm hỗ trợ của công ty và nhà phân phối có phần tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Được biết trong thời gian qua, công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên thực phẩm và nước giải khát Nam Việt đã liên tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Không chỉ tổ chức các hoạt động từ thiện trong nước, công ty còn phát tặng 58.000 lon nước chanh xả mật ong với muối biển sâu tại 10 hệ thống siêu thị lớn thuộc bang California, Hoa Kỳ.